Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới dự án 5 căn nhà gần với lại thị trấn Trúc Sơn, gần như là nằm cạnh thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ. Với 5 căn nhà này giá bán rất là hợp lý quý vị ạ, chỉ hơn 1 tỷ một căn. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì tương đối là hợp lý mọi người nha. Hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại chỉ 50m. Xung quanh chợ, trường, phường, trạm tiện ích ngập tràn, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông. Từ đây mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 7 km thôi quý vị ạ. Và với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngõ thực tế trước nhà 2m, cách đường ô tô đi lại 50m. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉn chu chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây ngoài đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà với phần cửa chính thiết kế là cửa gỗ, bên cạnh là có một lớp cửa sổ nữa rất là thoáng quý vị nha. Và đây là phần phòng khách của ngôi nhà với thiết kế không gian phòng khách tương đối là hợp lý, đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước gạch 50-50. Và với cái phần phòng khách này, căn nhà này thì được hoàn thiện xong gần như là tới 90% rồi, chỉ còn 10% về cái phần dọn dẹp và lắp đặt một chút đồ nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngoài ra thì thiết kế thêm phòng bếp ở phía dưới tầng 1. Đây là phần không gian phòng bếp tương đối là hợp lý, diện tích 33m, thiết kế và xây dựng 3 tầng như thế nào để cho nó phù hợp với cái công năng sử dụng, phù hợp với cái cung đường đi làm cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu cụ thể chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp Nhà Tốt để Ngọc Anh đưa quý vị đi xem nhà, tư vấn thực tế để quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhá. Còn vị trí thì em đã chia sẻ cho quý vị rồi, phù hợp với quý vị đi làm ở đâu thì mọi người cứ liên hệ với em nhá. Rẻ chưa chắc quý vị đã mua được bởi vì nó không phù hợp với cái cung đường đi làm thì sao, đúng không ạ? Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, đây là phần để tủ lạnh. Tủ lạnh ở phần phòng bếp đây mọi người ạ, để một chiếc tủ lạnh to cũng tương đối là hợp lý. Còn không gian bếp thì tủ bếp thiết kế toàn bộ là gỗ MDF, chống cong vênh, phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Căn nhà này hoàn thiện tương đối là hợp lý thôi. Còn nếu như tuyệt đối mà hoàn hảo thì không hẳn, bởi vì không có cái gì là hoàn hảo, đúng không mọi người? Đó. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt và vòi rửa. Đó, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau: cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Hướng nhà này là hướng đông bắc, tương đối là mát mọi người ạ. Đó. Hướng nhà này là hướng đông bắc, ngoài hiện tại đang đo đúng chuẩn la bàn đây, hướng đông bắc. Trong phòng ngủ thì đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tất cả các cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 2 thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh ở giữa đây. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng ở phía tầng 2, đầy đủ bồn cầu này, lavabo này, quạt hút mùi này, rồi là hệ thống sen tắm. Tất cả các phòng ngủ thì đây, cửa sổ thông thoáng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2, phần bên trong. Như ở bên trong đây thì quý vị có thể nhìn thực tế. Này, cũng có cửa sổ thông thoáng. Các phòng đều có đầy đủ hệ thống trần thạch cao, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa mọi người nhé. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá granite. Nói chung là căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được luôn. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau: một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó. Đây là phần phòng thờ quý vị nha. Và thêm một phòng ngủ ở trên phía tầng 3 nữa. Như vậy trên phía tầng 3 này có như vậy với căn nhà 3 tầng này thiết kế 3 phòng ngủ, phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên này. Đây, cửa sổ thông thoáng. Và phần còn lại sân phơi của ngôi nhà. Quan trọng là giá bán, quan trọng nhà, vị trí và quan trọng cung đường đi lại có phù hợp với quý vị hay không thôi. Còn bên Nhà Tốt có rất nhiều quỹ căn để cho quý vị lựa chọn. Đây là phần tầng 3.
phần sân phơi đây. Đó, mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nga Tốt, Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà thực tế và biết thêm thông tin. Còn đây là toàn cảnh xung quanh vị trí ngôi nhà, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Nói chung, giao thông đi lại thuận tiện với quý vị đi làm ở Chương Mỹ và Hà Đông. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Quý vị vui lòng gọi cho Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để đi xem thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.